Đến nửa đường là tôi gặp hai đồng chí, tôi bắt được hai tên cướp. Xong rồi bọn tôi giao lên đồn rồi. Bây giờ chị yên tâm. Bây giờ chúng tôi đây, tôi lấy được tiền với chị ạ. Thì mày quá. 450. Vâng, đúng rồi ạ. Mày quá. Anh gửi cho chị nhé. Yên tâm, bây giờ là chúng tôi giao lên đồn rồi. Em cảm ơn anh nhé. Mày tìm được tiền thì may quá. Em cảm ơn anh nhé. Mày cũng có đội ảnh không là em bị mất hết tiền. Này của tôi cũng đi hay đi tuần tra qua đây. Có gì thì chị cứ bảo tôi thì tôi sẽ giúp. Vâng. Tìm được tiền là may lắm rồi. Hôm đấy là cũng may gặp được anh, không là gặp luôn hai tên cướp ở đường là nó đánh em ngất rồi nó cướp tiền của em đi hết. Em cũng sợ lắm nhưng mà may có anh đến kịp. Đây, yên tâm đấy, tôi hay đi tuần tra qua đây thì chị cứ yên tâm. Vâng. Cảm ơn anh nhiều. Vâng. Tôi thấy chị đi ở đây cũng một đoạn khá xa ấy. Có gì thì chị thấy không an tâm thì cứ gọi chúng tôi. Tôi sẽ nên giúp đỡ. May là mình cũng gặp được anh người tốt giúp đỡ, không thì em cũng mất hết tiền. Mà cuộc sống thì cũng khó khăn nên là đi kiếm từng đồng, bây giờ lại bị cướp nữa. Ở đây cũng đi một bộ một đoạn ra ngoài kia cũng khá xa đấy. Vâng. Hay đi tuần tra qua đây thì chị yên tâm thôi. Mấy cái khu này chúng tôi hay đi qua thì đấy, đi qua cái lúc đấy cũng đi tuần không đấy thì bắt gặp được hai tên cướp đấy. Nói chung em ở đây một mình là có cái gì thì nhờ các anh giúp đỡ thôi. Cứ gọi chúng tôi là chúng tôi đang ở dưới kia bên đây thôi. Ở ngay dưới này thôi. Em ở đây một mình thì cũng sợ nhưng mà mai cũng nhờ các anh giúp đỡ. Chồng của chị đi đâu rồi? Chồng đi làm sao rồi? Ở nhà cũng không làm gì kiếm ra tiền nên là đi làm xa rồi. Chắc là đi công ty nhỉ? Vâng. Đi công ty rồi. Đi tiếp dưới thành phố kia. Nên là một mình ở nhà cũng làm mấy việc lặt vặt thôi, còn những việc nặng hay gì đấy thì... Tôi thấy chị nhiều việc này, khi nào gặp khó khăn thì cứ gọi chúng tôi. Tôi thật ở dưới kia lên. Vâng. Tôi gọi anh em đồng chí lên giúp đỡ. Vâng, việc thế thì em cảm ơn. Xin phép tôi còn về trực ban các thứ, anh em còn đi học ở tiếp bên huyện cả. Vâng. Chắc tôi cũng xin phép rồi, nói cũng không hết chuyện đâu. Vâng. Tôi cũng xin phép tôi đi về. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vâng. 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 Vâng.
Thank you.
với cái phòng ấy. Cái này lấy 50.000, không vớt á, quả to lắm.